Qua đó thì cái kết quả thực hiện cái kế hoạch 52. Chiều ngày 14 tháng 10 năm 2021, tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến với các địa phương trong tỉnh đánh giá kết quả công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ ngày 16 tháng 8 đến ngày 12 tháng 10 năm 2021. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Bùi Văn Nghiêm chủ trì hội nghị. Trong 2 tuần qua, số ca mắc COVID-19 trong cộng đồng ở Vĩnh Long giảm đáng kể, số ca điều trị khỏi ngày càng tăng. Các trường hợp phát hiện dương tính trong thời gian gần đây chủ yếu trong khu cách ly và các công dân vừa về từ vùng dịch. Tính từ khi phát hiện dịch đến nay, Vĩnh Long đã ghi nhận 2.426 trường hợp mắc COVID-19, trong đó 2.227 trường hợp đã được điều trị khỏi, chiếm hơn 91% số ca mắc, và 45 trường hợp tử vong, chiếm khoảng 1,8% số ca mắc. Toàn tỉnh hiện không còn xã phường, thị trấn nguy cơ rất cao, có 5 xã nguy cơ cao, 10 xã nguy cơ và 92 xã còn lại được công nhận là địa phương bình thường mới. Bí thư tỉnh ủy Bùi Văn Nghiêm đánh giá cao công tác phòng chống dịch bệnh của các đơn vị địa phương. Trong thời gian tới, ông lưu ý cần tập trung triển khai thực hiện nghiêm nghị quyết số 128 ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ về ban hành quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19 ngay tại khu dân cư, xã, phường, thị trấn, phát động phong trào toàn dân phát giác người từ vùng dịch về chưa khai báo y tế. Các cơ quan địa phương xây dựng kế hoạch chỉ đạo chuyển chiến lược phòng chống dịch sang thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Tổ chức chu đáo chiến dịch tiêm vaccine từ ngày 12 đến ngày 20 tháng 10 nhanh chóng, an toàn, đúng quy định. Tập trung hỗ trợ khôi phục sản xuất cho các doanh nghiệp, thực hiện tốt các chính sách và huy động các nguồn lực chăm lo an sinh xã hội cho người dân bị ảnh hưởng.